chào tất cả tình yêu của em nha. Chào mừng các tình yêu đã đến với kênh Hèo luôn. Thế hôm nay tất cả những bộ đầm bên em đang được bán với giá 9k, nên là mọi người nhớ tham gia chương trình của em nha. Chào Hồng Vi Phạm luôn ạ, chào tất cả mọi người. Thì chị nào mình đang muốn tham gia mua đầm giá 9k với em thì mọi người nhanh tay theo dõi livestream này liền ha. Thì buổi tối ai đang có thời gian thì mình nhớ là chia sẻ livestream này cho bạn bè cùng vô đây và cùng mua đầm với giá 9k với nhau ha. Rồi mọi người ơi, thì thể lệ để mua đầm giá 9k rất là dễ. Các chị của em chỉ cần chia sẻ livestream này lên trên trang cá nhân của mình 2 lần và lên trên tất cả các hội nhóm đã tham gia. Thì khi mà các chị đã chia sẻ xong rồi thì mình nhanh tay comment lại cho em luôn là đầm 9k giúp em nha. Sau khi mình comment xong á thì em sẽ lướt trên màn hình điện thoại của em, comment dừng lại ở tên của chị nào thì chị đó sẽ là người may mắn để được mua đầm của em giá 9k nha. Thể lệ để mua đầm giá 9k rất là dễ. Thì hiện tại là mẫu đầu tiên mà em bán với giá 9k là bộ đầm của người mẫu đang mặc nha. Đầm người mẫu đang mặc hiện tại sẽ bán với giá 9k luôn, rất là đẹp. Một chiếc đầm là chất ly ha, đằng trong là có kìm hút ngực luôn cho chị luôn. Thì một mẫu này cực kỳ xinh. À rồi, có đầm của chị mặc có bán luôn, nhưng mà đầm của chị là giá là 230k nha, Dương Thanh Thảo nha. Còn đầm của người mẫu đang mặc á, tất cả những mẫu đầm mà người mẫu đang mặc thì sẽ được bán với giá chỉ có 9k thôi. Nên là mọi người nhớ chia sẻ livestream này lại 2 lần lên trang cá nhân và lên trên tất cả các hội nhóm đã tham gia để được mua đầm giá 9k của em nha. Chào Kim An, chào chị Vi Võ nè, chào Lê Huỳnh Ánh Nguyệt nè, chào tất cả tình yêu của em ha. Thì hiện tại mà ai đang theo dõi livestream này thì nhanh tay comment ở dưới ha. Chị Thủy Tiên Trần ơi, Trần Thủy Tiên, một set tắm trắng sử dụng được 3 lần ha tất cả tình yêu nha. Rồi, hiện tại chị nào mình đã chia sẻ livestream thì nhanh tay vô đây liền để mua đầm của em giá 9k nha. Bộ đầu tiên mà người mẫu mặc là đang được bán với giá 9k thôi. Nên là chị nào đang được mua với giá 9k thì mọi người để lại giúp em liền là đầm 9k. Sau đó là mình chia sẻ livestream này lại của em, thứ nhất là lên trên trang cá nhân 2 lần và lên trên tất cả các hội nhóm đã tham gia thì mình mới được áp dụng ha. Thì em sẽ lướt trên màn hình livestream của em sẽ hôm nay sẽ có là rất là nhiều mẫu đầm để bán với giá 9k cho chị luôn. Khi mà em quay xong một lượt đầu tiên, em sẽ chọn một cái đầm nữa và quay lượt tiếp theo, và chọn một lượt nữa quay lượt tiếp theo. Em sẽ quay liên tục trong livestream này rất là nhiều mẫu đầm ha. Thì các chị mình nhớ là lần đầu tiên không trúng thì lần 2 sẽ có cơ hội trúng. Các chị chỉ cần chia sẻ lại cho em là lên trên trang cá nhân của mình 2 lần và lên trên tất cả các hội nhóm đã tham gia giúp em. Thì chị nào mình chia sẻ nhiều thì được comment nhiều, chị nào chia sẻ ít thì được comment ít nha. Vì em nói luôn là nếu như các chị comment nhiều á thì tỷ lệ trúng thưởng của mình sẽ cao hơn. Tại vì khi mà các chị comment nhiều lần thì bên màn hình livestream của em sẽ hiển thị tên của chị nhiều hơn, thì tất nhiên là tỷ lệ trúng thưởng của mình sẽ cao hơn ha tất cả tình yêu nha. Nên là mọi người nhớ là chia sẻ livestream này lại giúp em liền để mình được mua đầm giá 9k nha. Nếu như chị nào đã chia sẻ rồi thì mình comment lại đúng cú pháp giúp em là đầm 9k nha. Chị nào mà mình comment sai cú pháp thì sẽ không được tính ha. Nên là nhớ comment lại đúng cú pháp giúp em là đầm 9k ha. Mẫu đầu tiên mà em bán với giá 9k là mẫu đầm mà người mẫu đang mặc nha. Chỉ có một màu hồng duy nhất thôi, là mẫu đầm đầu tiên em sẽ bán với giá 9k. Thì chị nào đang muốn tham gia mua đầm giá 9k với em thì nhanh tay comment lại là đầm 9k. Sau đó mình chia sẻ livestream này lại cho em là 2 lần lên trang cá nhân và các hội nhóm mà mình đã tham gia giúp em. Thì em nói luôn là chị nào chia sẻ nhiều thì được comment nhiều, chị nào chia sẻ ít thì được comment ít. Ví dụ như mình chia sẻ 20 nhóm thì mình được comment 20 lần. Còn chị nào chia sẻ 30 nhóm comment 30 lần. Chị nào chia sẻ 10 nhóm thì comment 10 lần ha các chị yêu ha. Sau đó em sẽ lướt trên màn hình điện thoại của em nha. Hiện tại là em sẽ lướt trên màn hình điện thoại của em luôn. Nếu như mà comment dừng lại ở tên của chị nào thì chị đó sẽ là người may mắn được mua đầm của em với giá là 9k, là mẫu đầu tiên mà người mẫu đang mặc ha. Chị nào mình đang muốn tham gia thì nhanh tay chia sẻ livestream này liền ha. Ai chưa chia sẻ nhanh tay nha. Tại vì mẫu đầu tiên của người mẫu là một mẫu đầm rất là đẹp luôn, đầm xếp ly có kìm mút ngực ở trong luôn ha. Rồi, chị nào mà mình đang muốn mua mẫu
mẫu đầm này giá 9k, nhanh tay comment lên là đầm 9k ha. Sau đó mình nhanh tay chia sẻ livestream này lại cho em 2 lần lên trang cá nhân và lên trên tất cả các hội nhóm mình đã tham gia. Thì chị nào mình chia sẻ nhiều thì được comment nhiều, chị nào chia sẻ ít được comment ít ha tất cả tình yêu nha. Tại vì á, là ai mà mình comment nhiều thì tất nhiên là tỷ lệ trúng thưởng mình sẽ cao hơn. Tại vì em lướt trên màn hình livestream mà thấy tên của chị hiển thị nhiều thì tất nhiên là tỷ lệ trúng thưởng mình sẽ cao hơn ha. Khi mà ngón giữa của em á dừng lại ở tên của chị nào thì chị đó sẽ là người may mắn để mình được mua đầm của em với giá chỉ có 9k thôi. Mẫu đầu tiên mà em bán giá 9k chính là đầm của người mẫu ha tất cả tình yêu nha. Mẫu đầu tiên em bán giá 9k là đầm của người mẫu đang mặc có màu hồng nè. Chị nào đang theo dõi livestream thì nhanh tay chia sẻ lại liền, chỉ có 9k một cái thôi ha. Ai trúng thưởng là người đó mua về giá 9k nha mọi người nha. Rồi còn ai chưa chia sẻ không, nhanh tay chia sẻ lại liền để mua đầm giá 9k của em liền nha. Bây giờ em sẽ đếm từ 10 trở về 1 và bắt đầu chọn chị đầu tiên luôn để mình được mua đầm với giá 9k nha. Bây giờ sẽ quay lượt đầu tiên nè, chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lại cho em ha. Rồi, bây giờ em sẽ trở từ đếm từ 10 trở về 1 và chị chọn chị đầu tiên nha. Nãy giờ chị nào chưa chia sẻ livestream này lại với em thì nhanh tay chia sẻ livestream này lại liền nha. Em sẽ đếm nào các tình yêu ơi, đếm ngược nha. 10 9 comment dừng ở tên của chị nào mà chị đó không chia sẻ là em sẽ tặng qua chị khác nha. Nên là mọi người nhớ comment là mình phải chia sẻ ha. Không chia sẻ không được nhận đầm giá 9k của em đâu. Nên là mọi người nhớ nhanh tay chia sẻ trong lúc mà em đang quay nha. 6 5 4 4 rồi nha mọi người ơi. 3 2 và cuối cùng là 1. Rồi comment dừng lại ở chị có tên là chị Oanh Vi nha. Chị Oanh Vi ơi, chị Oanh Vi là chị thứ hai mà mình được mua đầm của em với giá chị đầu tiên được mua đầm của em với giá là 9k nha. Chị Oanh Vi mình nhanh tay để lại cho em là trúng thưởng khoảng trống số điện thoại của mình để nhận một cái đầm của em với giá 9k ha. Rồi, chị đầu tiên sẽ là chị Oanh Vi ha. Chị nhớ nhanh tay để lại. Các chị nào trúng thưởng thì mình nhớ nhanh tay là để lại cho em là trúng thưởng phải trống điện thoại. Và nhớ là chia sẻ livestream với em nha. Nếu như em kiểm tra lại thấy các chị mình không chia sẻ thì coi như là em sẽ không tặng cho chị đó luôn và em sẽ tặng qua chị khác nha. Nên là nhớ chia sẻ livestream lại với em. Mẫu đầm thứ hai mà em sẽ bán với giá 9k là một mẫu đầm công chúa mà người mẫu đang mặc nha. Chị nào đang muốn mua mẫu này giá 9k nhanh tay comment lại liền là đầm 9k, sau đó chia sẻ livestream lại cho em. Thứ nhất là 2 lần lên trang cá nhân nha và tất cả các hội nhóm tham gia thì mình mới được tính. Còn chị nào mình chia sẻ không đầy đủ thì mình không được mua đầm của em giá 9k nha. Nên là nhớ chia sẻ lại cho em. Nếu như mà ai chia sẻ nhiều thì mình được comment nhiều, ai chia sẻ ít thì mình được comment ít nha. Nên là mọi người ai chia sẻ 20 lần comment 20 lần đó. Ai mà chia sẻ 30 lần thì mình comment 30 lần. Ai chia sẻ 40 lần được comment 40 lần luôn. Thì ai mà mình càng comment nhiều thì tên của chị sẽ hiển thị bên màn hình livestream của em nhiều hơn. Thì tất nhiên là tỷ lệ trúng thưởng của mình sẽ nhiều hơn nha. Rồi, và tất cả những mẫu đầm mà người mẫu mặc hôm nay đều có giá 9k hết ha tất cả tình yêu nha. Tất cả mẫu đầm đều có giá 9k. Nên là mọi người nhớ nhanh tay comment lại giúp em liền luôn là đầm 9k, sau đó mình nhanh tay chia sẻ livestream lại liền. Thứ nhất là lên trang cá nhân 2 lần, thứ hai là lên trên tất cả các hội nhóm tham gia. Ai chia sẻ nhiều được comment nhiều. Nếu như em lướt trúng tên của chị nhưng mà các chị mình không chia sẻ livestream thì em sẽ tặng cho chị khác luôn và không tặng cho chị đó nữa nha. Nên là mọi người nhớ nhanh tay chia sẻ. Chiếc đầm thứ hai là chiếc đầm người mẫu đang mặc nha. Bây giờ em sẽ đếm từ 10 trở về 1 và bắt đầu luôn là tặng chiếc đầm thứ hai này. Nên là các chị mình nhớ nhanh tay chia sẻ lại cho em nha. Bây giờ em sẽ lướt chọn cái đầm thứ hai nha mọi người nha. Ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lại liền nè. Rồi bây giờ đếm ngược từ 10 trở về 1 nha. Nên là mọi người nhớ nhanh tay chia sẻ liền ha. Rồi bây giờ em sẽ đếm từ 10 trở về 1 nè. 10 9 Ai chưa
sẻ, nhanh tay chia sẻ giúp em nha. Nếu như chọn trúng tên các chị mà không thấy các chị chia sẻ thì em sẽ tặng cho chị khác nha. 8 7 6 5 4 3 2 2 rồi nha mọi người nha. Hiện tại ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lại cho em liền. Em đếm đến 1 là ngón tay của em dừng lại ở tên của chị nào thì chị đó sẽ là người may mắn để được nhận đầm của em với giá chỉ có 9k thôi nha. Và cuối cùng là 1, đây em dừng lại ở chị có tên là Nhã Hân nha. Đây chị Nhã Hân ha, có avatar màu trắng đây mọi người nha. Chị Nhã Hân sẽ là chị đầu tiên, là chị thứ hai được mua đầm của người mẫu với giá chỉ có 9k thôi. Nhã Hân nhanh tay để lại cho em liền là trúng thưởng đầm nu, trúng thưởng đầm màu nu nha. Khoảng trống số điện thoại của mình để mình chia ra để mình nhận đầm của em giá 9k là chị Nhã Hân nha. Chị nào trúng thưởng nhớ để lại đúng cú pháp giúp em là trúng thưởng đầm màu nu, khoảng trống số điện thoại của mình để nhận luôn đầm của em với giá chỉ có 9k nha. Rồi, mẫu đầm thứ ba mà em sẽ bàn về giá 9k tiếp theo là mẫu đầm của người mẫu đang mặc nha. Thì hiện tại chị nào đang muốn mua đầm của em giá 9k, mình phải nhanh tay chia sẻ lại cho em là lên trên trang cá nhân của mình là 2 lần và lên trên tất cả các hội nhóm mà mình đã tham gia thì mình mới được nhận nha. Còn chị nào mà mình không chia sẻ thì mình sẽ không được nhận nha. Nhớ phải chia sẻ lại là lên trang cá nhân của mình 2 lần và lên trên tất cả các hội nhóm tham gia thì mình mới được áp dụng chương trình này của em. Chị nào nếu như em lướt trúng tên các chị nhưng mà các chị mình không chia sẻ thì em sẽ tặng qua chị khác luôn. Nên là mọi người nhớ chú ý giúp em, ai đã trúng thưởng thì chia sẻ lại cho em. Em kiểm tra lại, không chia sẻ em hủy luôn đơn hàng trúng thưởng nha. Mình nhớ chú ý lại cho em luôn. Rồi, chiếc đầm thứ ba mà em sẽ bán với giá 9k là đầm của người mẫu đang mặc nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục đếm từ 10 trở về 1 luôn. Nên là chị nào mà mình chưa chia sẻ thì mọi người nhanh tay ha. Đây, cái này là mọi người nhanh tay chia sẻ liền trước đầm thứ 3 mà em sẽ bàn giá 29k đây. Bàn giá 9k thôi nên là mọi người nhớ nhanh tay nha. Comment lại đầm 9k sau đó chia sẻ livestream liền để em bắt đầu lướt lượt thứ 3 nha. Chiếc đầm thứ 3 là chiếc đầm mà người mẫu đang mặc với giá 9k. Thì điện thoại là chị nào mà mình chia sẻ livestream này thì các chị mình nhớ nhanh tay chia sẻ livestream lại cho em. Thứ nhất là lên trang cá nhân của mình 2 lần và lên trên tất cả các hội nhóm tham gia thì mình mới được áp dụng nha. Chị nào không chia sẻ đầy đủ thì không được áp dụng. Ai chia sẻ nhiều được comment nhiều, ai chia sẻ ít thì được comment ít. Nên là mọi người nhớ chia sẻ lại cho em trước khi mà mình muốn tham gia trò chơi của em ha mọi người ha. Hiện tại là đây rất là nhiều comment rồi nên mọi người nhanh tay comment lại liền nha. Bây giờ em người mẫu sẽ thay một chiếc đầm thứ tư luôn để bán với giá 29k nha. Trong thời gian đó thì em sẽ đếm từ 10 trở về 1 và bắt đầu chọn tiếp ha các chị yêu ha. 10 9 9 rồi nha mọi người ơi, nhanh tay nha. 8 7 7 rồi nè mọi người, nhanh tay giúp em nha. 6 5 4 3 2 và cuối cùng là 1. Đây, comment ở dừng ở chị có avatar này nha. Chị có tên là Nguyễn Thị Hải Yến nha. Đây, Nguyễn Thị Hải Yến nhanh tay để lại cho em là trúng thưởng đầm màu đỏ, khoảng trống số điện thoại của mình nha. Trúng thưởng đầm màu đỏ, khoảng trống số điện thoại của mình để nhận đầm của em với giá là 9k nha. Nguyễn Thị Hải Yến còn ở lại trong livestream này, nhanh tay để lại liền trúng thưởng khoảng trống số điện thoại giúp em nha, Nguyễn Thị Hải Yến nha. Rồi, và bây giờ thì em sẽ tặng qua một mẫu đầm thứ tư luôn. Em sẽ lướt liên tục và tặng liên tục nha. Nên các chị mình nhớ chú ý giúp em, ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ liền. Nãy giờ tặng rất là nhiều mẫu đầm rồi ha. Đây là mẫu đầm thứ tư mà em sẽ tặng với giá là 9k thôi. Nên là ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ lại cho em. Thứ nhất là lên trang cá nhân 2 lần và lên trên tất cả các hội nhóm tham gia giúp em. Chị nào mình không chia sẻ thì mình không được nhận quà. Đầm màu đỏ 230 nha chị Trang Trần.
màu đỏ em đang mặc 230, còn tất cả các đầm mà người mẫu mặc đều có giá 9k cả. Nên là mọi người nhớ nhanh tay chia sẻ lại giúp em để mua đầm giá 9k nha. Bây giờ thì em sẽ lướt lượt thứ tư luôn để mua đầm của người mẫu với giá 9k nha. Ai đang muốn tham gia thì nhanh tay chia sẻ lại liền để mua đầm với giá 9k của em ha mọi người ha. Comment dừng lại ở tên của chị nào á, em lướt comment dừng lại ở tên chị nào thì chị đó sẽ là người may mắn luôn. Nên là các chị mình comment càng nhiều á thì tất nhiên tỷ lệ trúng thưởng của mình sẽ càng cao nha. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ lại cho em ha. Rồi bây giờ em sẽ đếm từ 10 trở về 1 và bắt đầu là chọn người tiếp theo luôn để mua đầm của em với giá chỉ có 9k nha. Chị nào hiện tại chưa comment nhanh tay comment, ai comment nhiều thì chị đó sẽ có tỷ lệ trúng thưởng cao hơn nha. Ai chưa chia sẻ là em không tặng nha, chỉ tặng cho những chị mình chia sẻ đầy đủ lên trên trang cá nhân và tất cả các hội nhóm tham gia thôi. Rồi nhanh tay nha mọi người ơi, bây giờ sẽ đếm từ 10 trở về 1 và bắt đầu lướt lượt thứ tư để tặng chiếc đầm thứ tư màu đen luôn nha. 10 9 8 7. 7 rồi nha mọi người nha. Nhanh tay chia sẻ lại lên trang cá nhân và tất cả các hội nhóm tham gia thì mình mới được áp dụng nha. Chị nào không chia sẻ không được mua đầm của em với giá chỉ có 9k đâu. Nên là nhanh tay chia sẻ lại và comment lại cho em là đầm 9k nha. Chia sẻ càng nhiều tỷ lệ trúng thưởng càng cao nha. 5 4 3 3 rồi nha mọi người ơi. 2 rồi và cuối cùng là 1. Đây em dừng lại ở chị có avatar này nha, chị có tên là Thủy Nguyễn hay Thủy Nguyễn không có dấu nè, có avatar này đây. Chị Thủy Nguyễn nhanh tay để lại cho em liền là trúng thưởng khoảng trống số điện thoại của mình để nhận một cái đầm của em với giá 9k nha. Thủy Nguyễn còn ở lại trong livestream này để lại trúng thưởng đầm màu đen khoảng trống số điện thoại của mình để mua đầm của em với giá chỉ có 9k thôi. Đó là chị Thủy Nguyễn nha. Rồi bây giờ em sẽ lướt một lượt cuối cùng luôn là lượt may mắn nhất để tặng một chiếc đầm ren cao cấp của em luôn với giá 9k nha. Hiện tại chị nào đang muốn mua đầm của người mẫu đang mặc với giá chỉ có 9k thôi thì mọi người nhanh tay nha. Đầm cuối cùng sẽ là một cái đầm cao cấp luôn, bán giá 9k cho chị ha. Chị nào đang muốn mua nhanh tay chia sẻ lại liền, em sẽ lướt rất là nhanh trong 10 giây cuối cùng. Hiện tại ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ lại cho em, thứ nhất là lên trang cá nhân 2 lần và lên trên tất cả các hội nhóm mà mình đã tham gia thì mình mới được áp dụng mua đầm giá 9k nha. Chị nào không chia sẻ em chọn chúng tên các chị, mà các chị không chia sẻ thì em sẽ không tặng đầm 9k cho chị đó luôn. Đây là một cái đầm cuối cùng ha tất cả tình yêu nha. Nên là mọi người mình nhớ chú ý giúp em là chia sẻ livestream lại liền ha. 10 9 8 7 6 rồi nha mọi người ơi, ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ lại cho em nha. 5 4 3 2 2 rồi nha mọi người, ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ lại cho em luôn nè. Và cuối cùng là 1. Rồi, chị này có tên là chị Thị Duyên nha mọi người nha. Chị này có tên là chị Thị Duyên luôn. Chị Thị Duyên nhanh tay để lại cho em liền là trúng thưởng khoảng trống số điện thoại của mình để nhận đầm của em với giá 9k, là một cái đầm cao cấp cuối cùng này của em luôn ha. Hả? Rồi, chị Thị Duyên này mình nhanh tay để lại cho em liền nha, là trúng thưởng khoảng trống số điện thoại của mình luôn. Thì hiện tại là nãy giờ em đã tặng xong 5 chiếc đầm may mắn để bán với giá là 9k rồi. Thì bây giờ chị nào mình đang muốn mua đầm thì mọi người nhanh tay theo dõi livestream này của em nha. Thì bây giờ em sẽ không bán đầm giá 9k nữa, tại vì chương trình này của em đã tặng xong 5 cái và đã kết thúc luôn rồi ha. Chương trình bây giờ thì em sẽ bán đầm nha. Rồi, chị nào mình thích mẫu này thì để lại cho em liền mã số nha, là 1029 khoảng trống số điện thoại của mình. 1029 khoảng trống số điện thoại của mình nha. Mẫu em đang mặc thì giá chỉ có là 230k thôi. Hiện tại em đang sale là 230k một cái đầm cúc
ngược ha. Tầm này là có kèm cả mút ngược bên trong luôn. Thì hiện tại giá đang bán chỉ có 230k thôi. Nếu như mà chị nào mình thích mẫu này để lại cho em đúng cú pháp luôn nha, là 1029 khoảng trống số điện thoại của mình để đặt hàng nha. 1029 khoảng trống số điện thoại. Váy này của em là chỉ có 230k nha. Nên là chị nào đặt hàng mẫu này để lại nhanh giúp em là 1029 khoảng trống số điện thoại. Tại vì hiện tại mẫu này là em đang sale mới có giá là 230k á. Váy này ở trên là một lớp ren cao cấp nha, có kèm mút ngực ở bên trong luôn và có kèm ren cao cấp hai lớp luôn nha. Và cái này á có rất là nhiều lớp vải tạo độ phồng tự nhiên. Chị mình lên 1m55 40kg mặc đẹp luôn nha chị yêu nha. Đây. Rồi, chị nào mình thích mẫu này nhanh tay để lại cho em liền ha tất cả tình yêu nha. Là 1029 khoảng trống số điện thoại của mình. Chị nào đặt hàng nhớ để lại số điện thoại giúp em để em chốt đơn hàng cho mọi người nha. Có 230k một cái thôi. Hiện tại em đang 48kg và 1m6 nha. Nên là váy này từ 40 cho đến 50kg mặc vừa hết ha. 40 đến 50kg đều đặt mặc vừa ha. Rồi, hiện tại chị nào đang muốn đặt mẫu này nhớ để lại đúng giúp em là 1029 khoảng trống số điện thoại của mình để mình đặt hàng nha. 1029 khoảng trống số điện thoại giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ qua một mẫu đầm hồi nãy của người mẫu luôn. Chị nào đang muốn đặt hàng nhanh tay, mẫu này chỉ có 230k thôi, có 3 màu là màu đỏ, màu đen và màu nâu nha. Cái này nó sẽ có 10 lớp vải tạo là 10 tầng ren luôn và có cả mút ngược bên trong nha. Cái này mã số là 1029 nha. 1029. Chị nào đặt hàng mẫu này để lại cho em là 1029 khoảng trống số điện thoại của mình để đặt hàng nha. Rồi có 3 màu, giá 230k thôi. Bây giờ em qua mẫu khác nha chị yêu nha. Rồi, đầm này là một cái đầm tuần rất là sang chảnh luôn nha. Mã số là 1024 và giá của nó chỉ có 290.000 thôi. Thì chị nào muốn đặt cái bộ đang mặc nhanh tay lại giúp em là mã số 1024 cộng với số điện thoại giúp em nha. Đầm tuần này mặc trên tiệm rất là sang chảnh luôn. Thì màu đen này rất là dễ mặc nha. Màu đen mặc thì sáng da và trắng da kinh khủng. Chị nào thích cái đầm này đang mặc thì mình nhanh tay mình đặt hàng tại vì số lượng có hạn thôi nha. Bên em là chuyên bán hàng cao cấp thôi. Mình nhanh tay nha. Hiện tại còn đúng là hai cái cuối cùng. Đây đầm này đầm cao cấp đi tiệc, đảm bảo các chị mặc lên phong dáng rất là sang chảnh luôn nha. Mã số là 1024 và giá của nó chỉ có 260 thôi nha. Rất là rẻ luôn ạ. À rồi, mình nhanh tay mình đặt hàng em nha, chứ để là hết hàng thì rất là uổng. Tại vì đầm này là hàng cao cấp, mà hàng cao cấp mà giá vậy thì rất là ưu đãi cho mình rồi các chị nha. Em 48kg nha chị Trang Trường ơi. Thì đầm mình đang mặc 52, tôn chủ lại sẽ mặc vừa. Chị nào vòng eo của mình dưới 70 là mình sẽ mặc vừa cái đầm em đang mặc nha. Tuy cái phần eo của nó thì nó sẽ ôm sát em thế này, tôm lên dáng của mình nha. Rồi, giá chỉ có 260 thôi nha chị Nguyễn Trúc Quy nè, 260.000 thôi. Mã số 1024 và các chị đặt hàng đúng cú pháp giúp em là 1024 cộng với số điện thoại giúp em nha. Rồi, cảm ơn chị Hướng Dung đã chia sẻ giúp em luôn chị nha. Đầm này là có rất là nhiều tầng cho mình nha. Tầng của nó là tầng von nè. Đây, tầng von và ngay cái phần trên của nó là ren ha. Nhìn như là cánh hoa vậy các chị ha. Chỉ có một màu nhất là màu đen thôi và còn hai bộ cuối cùng thôi nha. Rồi ok, chốt 1024 chị Nguyễn Luyến nè. Còn một bộ cuối cùng thôi, chốt cho một chị nữa là hết hàng luôn. Mình nhanh tay mà đặt hàng nha. Bên em là chuyên bán hàng cao cấp mà giá rất là ưu đãi cho mình luôn các chị nha. Rồi, còn một bộ cuối cùng. Bốn mươi kg vừa nha chị Mỹ Linh ơi, 40kg là chị mặc vừa đầm của người mẫu đang mặc luôn. Thì hiện tại á là tại vì là có nhiều chị là inbox hỏi em là có thể là mình đặt hàng trong livestream này thì các chị có thấy là em với người mẫu có một làn da trắng thì ok, em cũng sẽ là ở đây và tư vấn một like này cho chị luôn ha. Em sẽ dành riêng like này để là tư vấn cho chị về cách làm đẹp da và cách làm trắng da của mình luôn. Và hiện tại là ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các chị một chương trình rất là lớn của em. Đối với là hơn 2 năm qua em bán hàng nha. Đầm đen là giá 290 nha. Chị nào đặt đầm đen còn một cái cuối cùng thôi thì để lại cho em là 1024 khoảng trống số điện thoại của mình. Nhớ để lại khoảng trống trước số điện thoại, không được để dấu chấm và dấu phẩy trước số điện thoại giúp em nha. Nên là mọi người nhớ chú ý
chỉ để lại khoảng trống thôi, không được để dấu chấm và dấu phẩy trước số điện thoại giúp em nha. Rồi, hiện tại thì em sẽ ở đây và tư vấn cho chị về cách làm trắng da và làm đẹp da của mình nha. Chị nào mình đã sử dụng qua nhiều loại mỹ phẩm chưa trắng được thì ngày hôm nay em sẽ tư vấn cho chị. Tại vì nhiều chị hỏi em là ủa sao mà tự nhiên lai đầm nhưng mà tự nhiên là da lại trắng vậy, thì em cũng sẽ truyền tải đến các chị cái bí quyết trắng da của em luôn. Và ngày hôm nay em đang có một chương trình khuyến mãi rất là lớn dành tặng để các chị nha. Đó là khi mà mình mua một hộp kem body của em với giá 299.000, hiện tại chỉ dành riêng duy nhất cho 5 số điện thoại đầu tiên mình đặt hàng lại trong livestream này thì mình sẽ được tặng kèm miễn phí một gói tắm trắng trị giá 119k của em, và mình sẽ được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc luôn nha. Các chị mình nhận hàng tận nơi tận nhà mới phải thanh toán tiền, và mình sẽ được miễn luôn phí ship toàn quốc. Thì hiện tại chị nào đang muốn đặt hàng kem body của em, để lại chỉ cần để lại số điện thoại trong line này thôi, thì mình đã được áp dụng chương trình mua kem 299k tặng một set tắm trắng và miễn phí ship nha. Cảm ơn Vi Thủy nha, chị cảm ơn em nhiều nha Vi Thủy ơi. Các chị mình có thể xem comment của khách em, tại vì em nói luôn là sản phẩm này của em là đã bán trên thị trường là 2 năm rồi, và hiện tại em livestream là hơn 1 năm qua, ngày nào em cũng live và mỗi ngày em live 2 đến 3 lần cơ, nên đảm bảo với chị là sản phẩm của em siêu trắng đối với tất cả mọi lần da luôn. Cái bí quyết này em sẽ chỉ cho chị nào tin tưởng em chắc chắn sẽ trắng ha. Hiện tại chỉ có đúng 5 số điện thoại đặt hàng đầu tiên, nên là chị nào mình muốn nhận được khuyến mãi trước thì cứ để lại số điện thoại giúp em, sau đó em sẽ tư vấn cho chị nha. Để lại số điện thoại thì mua kem 299.000 giá niêm yết của công ty rồi, không bao giờ thay đổi giá nha. 299k tặng kèm một set tắm trắng và miễn luôn phí ship toàn quốc nha. Chị nào mình nhận hàng tận nơi tận nhà mới phải thanh toán tiền, miễn luôn phí ship cho chị luôn. Thì hiện tại em nói luôn là sản phẩm của em là sản phẩm của công ty nhập khẩu từ Thái Lan, có đầy đủ mã vạch, tem chống giả, hạn sử dụng 3 năm và địa chỉ của công ty độc quyền phân phối tại Việt Nam đàng hoàng, nên là các chị mình yên tâm sản phẩm của em an toàn tuyệt đối đối những chị bầu và những chị sau khi sinh luôn. Và chỉ cần trên 14 tuổi thôi là mình đã sử dụng được kem của em rồi. Không kiêng kỵ một bất cứ một làn da nào hết ha. Hiện tại kem body này của em khi mua hàng bên em không lo kem trộn, kem trôi nổi, kem kém chất lượng, kem không có nhãn mác, kem không có nguồn gốc rõ ràng, tại vì kem của em có công ty và mã vạch đàng hoàng nha. Chị nào không chép được mã vạch hoặc phát hiện hàng giả, em cho đổi trả trong vòng 7 ngày luôn. Hiện tại là sản phẩm kem body này của em nó làm trắng da của mình sau 7 đến 10 ngày. Còn chị nào da ngâm đen chai lì, làn da ngâm đen bẩm sinh, da sử dụng qua nhiều loại mỹ phẩm nhưng mà mình không trắng được, thì sử dụng giúp em là từ 14 ngày trở đi, da của mình sẽ bắt đầu trắng và bắt đầu lên tông dần sau 14 ngày trở đi giúp em. Thì hiện tại ở đây các chị chỉ cần sử dụng giúp em trong vòng 1 tháng thôi. Ý em nói là 1 tháng tất cả mọi lần da, dù da có ngâm quá, dù da là da vàng hay da cơ địa không tốt, hoặc là da sử dụng qua nhiều mỹ phẩm chưa trắng, thì em nói luôn chỉ cần sử dụng kem của em trong vòng 1 tháng thôi, các chị thấy được sự thay đổi rõ rệt của da mình trong vòng 1 tháng luôn giúp em. Trong vòng 1 tháng chị nào mà mình da quá ngâm á thì mình lên cho em trong vòng 2-3 tông. Còn chị nào mà mình cơ địa cũng như da vàng chứ không phải da đen bẩm sinh thì trong vòng 1 tháng các chị phải lên cho em được tầm là 3-4 tông luôn. Sau 1 tháng các chị sử dụng kem của em ha. Rồi thì hiện tại em nói luôn đó các chị yêu ơi, tại vì cái hiện tại là cái sản phẩm kem body này của em nè, nó sẽ sử dụng được 2-3 tháng một hộp lần. Tại vì một hộp kem này của em thứ nhất á là đáy hộp kem của em rất là thấp ha, đáy hộp kem của em rất là thấp. Thứ hai là trên bề mặt phẳng hộp kem của em rất là đầy luôn. Thì hiện tại là một cái hộp kem này các chị sẽ sử dụng được cho em trong vòng là 2-3 tháng. Thì khi mà mình sử dụng là em nói luôn đó ha, không có làm vơi kem hay sao hết. Chị nào thấy em vơi kem cho đổi trẻ thì sau khi sử dụng một hộp kem này trong vòng 2 tháng, trung bình các chị lên cho em được 5-7 tông đối với làn da quá ngâm, làn da quá đen. Còn riêng đối với những chị da cơ địa bình thường thôi, da không phải là ngâm đen, không phải là chai lì, thì sử dụng giúp em trong vòng là một hộp này lên cho em tầm 7-9 tông luôn. Em khẳng định với chị nha, em ngồi đây livestream hơn cho chị hơn 1 năm nay rồi, đảm bảo chị nào tin tưởng em đảm bảo sẽ trắng luôn, nên các chị mình yên tâm. Hiện tại là sản phẩm kem body để em tư vấn
vấn tông da như thế nào. Các chị về nhà tư vấn là sử dụng lên tông da y như vậy. Nếu như Kiên chỉ sử dụng giúp em, sản phẩm này á là vừa chống nắng, vừa làm trắng da và vừa cung cấp độ ẩm cho da luôn. Thứ nhất là chỉ số chống nắng là SPF 45, là bằng kem chống nắng bên ngoài các chị sử dụng. Thứ nhất không cần sử dụng qua kem chống nắng. Thứ hai là kem này của em đã rất là trắng rồi, không cần sử dụng thêm một loại mỹ phẩm nào khác, da các chị vẫn trắng và vẫn đẹp. Thứ ba nữa là sản phẩm này là nó sẽ cung cấp độ ẩm cho da luôn, nên là các chị mình yên tâm ha. Chị nào hiện tại mình đang muốn đặt hàng sản phẩm của em, chỉ cần để lại số điện thoại ở trong livestream này thôi thì em sẽ nhận khuyến mãi cho chương trình này ha tất cả tình yêu nha. Thì một hộp kem body này của em chỉ giá chỉ có 299.000 một hộp kem body của em, 299.000 một hộp kem nha. Chị nào đặt hàng trực tiếp trong livestream này, các chị sẽ được tặng kèm một gói tắm trắng trị giá 119k và được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc ha. Rồi, các chị nha, hôm nay thì ưu đãi cũng rất là lớn luôn, là các chị đặt hàng kem trên này em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho mình luôn, và em tặng thêm cho mình set tấm trắng này nữa. Rồi chị nào đặt hàng thì mình nhanh tay nha, tại vì cái số lượng ưu đãi rất là ít, ưu đãi cho vài chị thôi, cho nên là chị nào mà chậm tay á, đợi offline rồi mới đặt là không có khuyến mãi đâu các chị ha. Hiện tại thì em chỉ nhận khuyến mãi cho là 6 số điện thoại nữa nha. 6 số điện thoại nữa đặt hàng trong line này thì em sẽ nhận khuyến mãi luôn. Thì chỉ với 299.000 thôi, chị nào hiện tại 6 số điện thoại duy nhất nữa đặt hàng, em sẽ tặng miễn phí cho chị một gói tắm trắng trị giá 119k của em, và các chị sẽ được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc nha. Mình nhận hàng tận nơi tận nhà mới phải thanh toán tiền, nhưng em miễn luôn phí ship, đặc biệt là gói tắm trắng này của em nha. Ngày thường giá bán lẻ của gói tắm trắng sẽ là 119k. Riêng gói tắm trắng là sản phẩm kích trắng da trắng nhất bên em luôn. Tắm lần nào lên tông lần đó, tắm lần nào mình lên tông lần đó luôn giúp em. Thì trung bình một gói tắm trắng này sử dụng được 3 lần lận, và cứ cách 4 ngày sử dụng một lần, cách 4 ngày sử dụng một lần cho em. Có nghĩa là sau khi sử dụng xong một gói tắm trắng, các chị đã lên được 3 tông rồi. Còn chị nào da quá ngăm cũng phải lên được 2 tông sau khi sử dụng xong một gói tắm trắng. Thì hiện tại chị nào đang muốn đặt hàng kem body của em, chỉ cần để lại số điện thoại ở trong livestream này, sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt hàng cho chị nha. Thì chị nào đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại trong live nha. Ok chị Camilo nè, chốt đặt hàng cho chị luôn Camilo nha. Vậy là chỉ còn có 5 số điện thoại cuối cùng đặt hàng trong live thôi thì nhận được khuyến mãi của em 299k nha, tặng miễn phí một gói tắm trắng trị giá 119k và miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc. Em cam đoan với chị, đây là chương trình lớn nhất từ trước đến giờ của em, và không có chương trình nào lớn hơn chương trình khuyến mãi này cả. Đây là chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến giờ nha, nên là chị nào không nhanh tay đặt hàng qua live sau không bao giờ có, hoặc là qua live sau có chương trình thì nó cũng nhỏ hơn thôi, không bao giờ mà có chương trình lớn hơn chương trình khuyến mãi này cả. Các chị mình nhớ chú ý giúp em nha. Ok chị Annie Nhi nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test chất kem của mình lên trên tay cho các chị coi ha. Thì một cái hộp kem body này chỉ có 299.000 thôi. Hiện tại chị nào chỉ với 299.000, em tặng miễn phí gói tắm trắng và miễn luôn phí ship nha. Chị nào đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Còn bây giờ thì em sẽ test chất kem trực tiếp lên tay của mình cho tất cả chị cùng coi ha. Kem này của em là hộp kem nó đầy tràn luôn, các chị mình không có lo là bị bết dính hay là bị kiểu như là nó bị vơi kem. Chị nào phát hiện ra hộp kem của em mà vơi á, em cho các chị đổi trả thoải mái luôn ha. Hộp kem mà có bị vơi kem em cho chị đổi trả trong vòng 7 ngày luôn, không lo vấn đề gì hết ha. Rồi bây giờ thì em sẽ test chất kem này trực tiếp lên tay của mình cho tất cả chị cùng coi ha. Riêng sản phẩm kem body của em là thoa đến đâu thấm luôn đến đó, thấm rất là nhanh và thấm chỉ sau 5 đến 10 giây ha. Đây, thấm rất là nhanh luôn, sau 5 đến 10 giây thôi là da của mình đã trắng hơn, mịn hơn và không bị lộ bên kem luôn. Kem của em không biết các chị sử dụng loại kem khác như thế nào. Kem của em hạn chế tối đa tất cả các nhược điểm khi mà mình sử dụng kem body luôn. Có nghĩa là thoa đến đâu thấm luôn đến đó sau 5 đến 10 giây luôn ha. Đó, đảm bảo chị luôn nè. Đó, cho chị cùng coi nha. Rồi ok chị Thảo Nguyên Thanh nha, Thanh Thảo Nguyên nè, rồi Nguyễn Thanh Thảo đúng không? Rồi ok chị Hiền Phạm luôn, chốt hàng cho chị nha. Ok chị Hoa Nguyễn luôn, rồi em chốt hàng cho mọi người rồi nha. Ai để lại sản
sản phẩm kem body muốn đặt hàng nữa thì để lại cho em số điện thoại của mình để em chốt đơn hàng cho chị nha. Bây giờ em sẽ lấy một miếng vải màu đen và lau lên trên tay cho chị cùng coi. Các chị yêu ơi, em hết bán đầm giá 9k rồi. Hiện tại là em không bán đầm giá 9k nữa. Nên là các chị mình đừng có comment đầm 9k nữa nha. Em đâu có tặng đầm 9k nữa đâu mà các chị comment vậy. Comment nữa không được tặng đâu nha mọi người nha. Em sẽ lấy một miếng vải đen trực tiếp và lau lên tay của mình cho tất cả chị cùng coi luôn. Thì riêng sản phẩm kem body này của em nha, là thoa đến đâu nó sẽ thấm luôn đến đó và sẽ không dính lên trên vải cũng như là dính lên trên đồ của mình khi mình sử dụng giúp em nha. Cái này em lấy một miếng vải đen và lau luôn á, chứ không cần là phải lấy một miếng vải trắng vải hồng gì để cho nó khỏi lộ. Em nói thật là lấy miếng vải đen và lau cho chị cùng coi thì các chị có thể thấy là nó thấm ngay trực tiếp vào da của mình. Và nó, em nói thiệt với chị là thoa lên cảm giác rất là mát và cảm giác rất là thơm, chứ không phải cảm giác như mà nóng đổ mồ hôi rồi cảm giác là cơ thể của mình bị đổ mồ hôi nóng nực bết rít á. Thì em đảm bảo luôn kem của em là thoa đến đâu mình thấm luôn đến đó nha, thoa đến đâu thấm luôn đến đó giúp em rất là nhanh, không bị lộ vân kem luôn. Đây các chị cùng coi ha, và không bị dính vào đồ nha. Các chị mình có thể luôn á là sử dụng kem này của em để làm makeup khi đi tiệc luôn, vừa dưỡng trắng da và vừa có thể makeup được, rất là nhiều ưu điểm ha tất cả tình yêu nha. Rồi bây giờ em sẽ tư vấn giá cho tất cả tình yêu nè. Rồi thì một cái hộp kem body này của em với giá là 299.000 nha. 299.000 một hộp kem tất cả tình yêu ơi. Rồi hiện tại là chỉ với 299.000 một hộp kem thôi. Thì hiện tại là chị nào mình đặt hàng lại trong livestream này thì các chị chỉ cần để lại số điện thoại trong live này giúp em thôi, thì các chị sẽ được tặng miễn phí một gói tắm trắng trị giá 119k của em, và được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc luôn nha. Có nghĩa là mua chỉ với 299k và chỉ em chỉ tính duy nhất cho livestream này thôi nha. Chị nào inbox gọi điện thoại đến shop hoặc là tất cả các hình thức đặt hàng khác thì em đều không nhận khuyến mãi nha. Em chỉ dành khuyến mãi cho những chị để lại số điện thoại ở trong livestream này. Thì hiện tại là một hộp kem body của em chỉ có 299.000 thôi. Nếu như các chị mình đặt hàng trực tiếp trong livestream, các chị sẽ được tặng miễn phí một gói tắm trắng chỉ với giá 119k và được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc. Cái này là ship giao hàng, là em sẽ giao hàng tận nơi tận nhà các chị. Mình nhận hàng xong mới phải thanh toán tiền, nhưng mà em miễn luôn phí ship nha. Hiện tại chương trình này em chỉ còn áp dụng cho 4 số điện thoại duy nhất nữa thôi. Để lại trong livestream này thì em khuyến mãi kem body của em, còn quá 4 số điện thoại nữa thì em sẽ không miễn phí ship nữa và không tặng tắm trắng nữa luôn nha, chỉ dành riêng cho 4 số điện thoại cuối cùng. Thì em tư vấn sơ qua về gói tắm trắng luôn. Cái gói tắm trắng này ngày thường á em bán lẻ cho các chị là 119k một gói các chị yêu ơi. Tại vì cái gói tắm trắng này nè là sản phẩm kích trắng da trắng nhất bên em nên em mới tặng cho chị. Em tặng cho chị để các chị về các chị dùng sử dụng thử và đảm bảo chị trắng thì tất nhiên các chị sẽ quay lại ủng hộ em, nên là em tặng cho chị dùng thử nha. Gói tắm trắng này là bình thường ngày thường em bán là 119k á. Nó tắm lần nào lên tông lần đó, tắm lần nào mình lên tông lần đó luôn giúp em. Thì hiện tại em nói luôn là riêng cái một gói tắm trắng này nè. Chị Nguyễn Đinh Nga ơi, đừng có để lại số điện thoại gần chữ C nha. Các chị để lại số điện thoại nguyên vẹn cho em thôi. Đừng viết liền một chữ cái đặc biệt nào khác, hệ thống không nhận dạng đó là số điện thoại đâu ha. Thì em nói luôn là gói tắm trắng này ngày thường em bán lẻ là 119k. Nhưng mà các chị biết là nó là cái công dụng của nó là tắm lần nào mình lên tông lần đó, tắm lần nào mình lên tông lần đó giúp em. Thì một gói tắm trắng này sử dụng được 3 lần lận, chứ không phải là một lần nha, được 3 lần luôn. Thì trung bình sau khi tắm xong một gói tắm trắng các chị đã lên được 3 tông rồi. Còn riêng mà chị nào mà cơ địa bình thường dạng như là da đen quá thì cũng phải lên trên được 2 tông sau khi sử dụng xong một gói tắm trắng này của em. Đó là em nói thật tình với chị luôn. Gói tắm trắng rất là trắng tắm bán cho chị. Và em nói thiệt là hơn 2 năm nay em bán kem nha, với kinh nghiệm 2 năm nay bán kem của em và với thời gian hiện tại em livestream cho chị là hơn 1 năm nay rồi. Nếu như chị nào mình chưa biết đến shop hoặc là chưa biết đến sản phẩm của em, mình có thể là coi lại tất
tất cả các like cũ giúp em. Một ngày em like 2-3 like lận cớ chị yêu nha. Và em like xuyên suốt như vậy hơn 1 năm. Thì các chị nghĩ đi, kem không trắng chẳng có ai dám ủng hộ các chị đâu. Quan trọng là kem phải trắng mới có người ủng hộ. Chứ kem mà đã không trắng rồi á thì làm gì các chị có ngồi thời gian mà ngày nào các chị cũng like. Các chị nói cho ai nghe mà ai mua, cái đó mới là vấn đề ha tất cả tình yêu nha. Dạ yeah, ok chị Đinh Thanh nghe nha. Chị Nguyễn Lan Anh để lại trên số điện thoại nè. Ok chị Con Oanh nha, chút hàng cho Con Oanh luôn. Thì hiện tại em nói thiệt chị nào, mình đã sử dụng qua nhiều loại mỹ phẩm chưa thể trắng được, da của mình chưa thể đẹp được. Tin tưởng em, đảm bảo với chị sẽ trắng nếu như là mỗi tối các chị kiên trì sử dụng giúp em. Thì hiện tại là kem của em đang với giá chỉ có 299.000 không? Chỉ với 299.000 của kem thôi thì các chị sẽ được tặng miễn phí một gói tắm trắng trị giá 119k của em. Và các chị sẽ được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc. Cái này là kem của em, là kem của công ty nha. Có đầy đủ tem chống giả, mã vạch và địa chỉ của công ty độc quyền phân phối tại Việt Nam đàng hoàng. Khẳng định với chị luôn, 100% mua kem bên em không lo kem trộn, kem trôi nổi, kem kém chất lượng, kem không có nhãn mác và kem không có nguồn gốc rõ ràng. Đảm bảo với chị một điều đó luôn ha. Dạ cảm ơn chị Duy Huỳnh rất là nhiều luôn. Khẳng định với chị một điều đó luôn ha, tất cả tình yêu nha. Kem này an toàn tuyệt đối đối với những chị bầu và sau khi sinh. Bầu và sau khi sinh đều sử dụng được kem body của em. Và đặc biệt là trên 14 tuổi sử dụng được kem body của em rồi. Thì hiện tại em nói luôn, em chỉ dành khuyến mãi kem body cho hai số điện thoại cuối cùng thôi. Thì chỉ với giá là 299.000, em sẽ tặng miễn phí cho các chị một gói tắm trắng trị giá 119.000 của em. Và em sẽ miễn phí luôn phí ship toàn quốc luôn nha. Miễn phí luôn, các chị nhận hàng tận nơi tận nhà mới phải thanh toán tiền cho em nha. Ok chị Nguyễn Nữ luôn ha. Rồi còn chị nào mình muốn đặt hàng nữa nhanh tay liền nha. Hai số điện thoại cuối cùng thôi. Em nói luôn là đây là chương trình khuyến mại lớn nhất của em. Mà lỡ có chị nào không đặt hàng được trong livestream này á, khẳng định với chị luôn là qua live sau em có, nếu mà có khuyến mãi thì chương trình khuyến mãi á là cũng ít hơn chương trình khuyến mãi này, không bao giờ khuyến mãi lớn hơn. Tại vì đây là chương trình khuyến mãi lớn nhất của em rồi. Có 299k à, em tặng miễn phí gói tắm trắng nữa, rồi còn miễn phí ship giao hàng nữa nha. Đây là chương trình lớn nhất nên các chị mình nhờ chú giúp em. Thì hiện tại là kem này của em á, kem này của em là mình sử dụng sau 7 đến 10 ngày thôi thì da của mình đã bắt đầu lên tông và bắt đầu trắng dần sau 14 ngày rồi. Còn chị nào da ngâm đen chai lì, là da ngâm đen bẩm sinh, da mà các chị sử dụng quá nhiều loại mỹ phẩm chưa trắng được, chưa đẹp được thì sử dụng giúp em là từ 14 ngày trở đi da của mình sẽ bắt đầu lên tông và bắt đầu trắng dần. Hiện tại em nói luôn nha, kem của em chỉ cần sử dụng 1 tháng thôi, tất cả mọi lần da đều thấy sự thay đổi rõ rệt trong vòng 1 tháng. Thì trong vòng 1 tháng trung bình chị nào da ngâm đen lắm thì cũng phải lên trên tầm là 2-3 tông. Còn nếu làn da nào có cơ địa tốt hơn, làn da ok hơn, làn da kiểu như là mình bị cháy nắng thôi chứ không phải đen bẩm sinh thì sử dụng cho em 1 tháng phải lên 3-4 tông. Còn hiện tại một hộp kem này của em là 250g, hồi này đã test chất kem cho chị coi rồi thì trung bình một hũ 250g này đầy ắp hộp nha. Em không bao giờ mà độn hộp cho nó ít đâu, cái này là đầy tràn luôn. Thì hiện tại một hũ này sử dụng trung bình cho em được 2 tháng. Còn chị nào sử dụng tiết kiệm hơn thì tầm 2 tháng rưỡi. Thì em nói luôn là sau khi sử dụng xong một cái hộp kem này, trung bình các chị lên cho em được tầm 5-7 tông. Nếu như da quá ngâm, da quá đen lên cho em 5-7 tông ha. Còn đối với những chị mà có cơ địa của mình tốt hơn á, da vàng thôi chứ phải ngâm đen bẩm sinh, thì phải lên cho em tầm 7-9 tông luôn sau khi sử dụng xong một hộp kem của em. Thì em sẽ tư vấn lại một lần cuối nha. Kem này của em là sản phẩm 3-1, vừa chống nắng vừa giữ ẩm cho da và vừa làm trắng da luôn. Thứ nhất là chỉ số chống nắng của nó là SPF 45, là bằng kem chống nắng bên ngoài các chị sử dụng, nên là các chị mình không cần phải sử dụng qua kem chống nắng nữa, chỉ cần trực tiếp sử dụng kem của em thôi. Thứ hai là các chị mình không cần phải sử dụng qua loại mỹ phẩm giữ ẩm cho da, tại vì cái này nó sẽ giữ ẩm thêm cho da của mình. Thứ ba nữa là nó đã giữ trắng da siêu trắng luôn rồi, nên là chị nào mình đang muốn là mình trắng da thì chỉ cần sử dụng kem của em, không cần sử dụng thêm bất kỳ một loại nào khác, da mình vẫn trắng và vẫn đẹp. Em nói luôn ha, em
bán kem 2 năm rồi chứ không phải là ngày 1, ngày 2 nói 1, 2 câu mà có khách đến giờ này đâu. Khách đến giờ này của em là trên 16.000 chị trên toàn quốc và cả những chị ở nước ngoài nữa. Các chị mình có thể xem comment của các em, nói thì với chị nào đã xài mỹ phẩm của em rồi trắng đều quay lại ủng hộ em nữa ha. Đó là lý do tại sao hôm nay chỉ với 299k một kem thôi. 299k này ở đây là giá niêm yết của công ty nha, em không có thay đổi giá. Nhưng mà hiện tại là đang có một chương trình khuyến mãi cho chị là chỉ với 299k thôi, em tặng miễn phí cho chị một gói tắm trắng trị giá 119k này của em, và các chị được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc. Các chị mình nhận hàng tận nơi tận nhà xong mới phải thanh toán tiền, nhưng mà hiện tại em đang miễn phí ship giao hàng cho chị luôn ha. Nên là chị còn có đúng vài số điện thoại cuối cùng nữa thôi. Chị nào mình muốn đặt hàng thì để lại số điện thoại ở trong livestream này để em chốt đơn hàng nha. Còn bây giờ em sẽ test chất kem lại một lần cuối ở trong livestream này. Có nhiều chị mình vô sau thì mình chưa xem được. Bây giờ em sẽ test chất kem lại một lần nữa cho tất cả chị cùng coi ha. Thì riêng sản phẩm kem body này của em là thai đến đâu thầm đến đó luôn. Hộp kem rất là đầy nha. Hộp kem không có bao giờ đổ vôi luôn. Đây. Bây giờ sẽ bắt đầu là test kem ở trên tay cho tất cả chị cùng coi ha. Rồi, bây giờ thì sẽ vỗ nhẹ thì kem này của em nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh, sau là tầm 5 đến 10 giây, có nghĩa là thoa đến đâu thì nó đã thấm luôn đến đó rồi. Thoa đến đâu thì nó đã thấm luôn đến đó rồi giúp em ha. Thấm rất là nhanh và thấm rất là đẹp ha. Rồi, bây giờ thì em sẽ test luôn. Có nghĩa là các chị vừa thoa lên là nó thấm ngay, không bị lộ vân kem luôn nha. Em nói thì chắc nhiều loại kem các chị sử dụng nó sẽ bị đổ mồ hôi và nó sẽ bị nóng luôn, nóng được đúng không? Nhưng mà riêng kem này của em mình thoa hết cơ thể của mình từ cổ trở xuống mỗi buổi tối trước khi đi ngủ giúp em ha. Sử dụng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ giúp em, thoa đều từ cổ trở xuống. Toàn thân của mình chỉ cần mất 3 đến 4 phút thôi là các chị thoa hết toàn thân rồi. Tại vì thoa đến đâu nó thấm đến đó, nó không bị lộ vân kem nha. Bây giờ em sẽ lấy một miếng vải màu đen và lau trực tiếp luôn lên tay của mình cho tất cả chị cùng coi. Thì riêng sản phẩm này của em là thoa đến đâu mình thấm luôn đến đó, không có lo là bị vết dính, là bị dính kem vào đồ hay là bị cảm giác như khó chịu đổ mồ hôi. Thì tại vì em nói là cái này là mình sử dụng đến đâu nó thấm ngay đến đó. Thứ nhất là cơ thể của mình rất là mát, thứ hai nữa là có mùi thơm khá là thơm, cả dạng như là mùi thơm của nước hoa Chanel 5 á, gần giống như mùi như vậy. Thì nó rất là sang và nó rất là thơm dịu nhẹ trên làn da của mình. Thì khi mà nó có mùi thơm dịu nhẹ, phải các chị mình không cần thêm là mỹ phẩm mà dưỡng ẩm cho da nữa, và như là dưỡng thơm, như dưỡng thể cho da để cho da nó thơm á, thì cái này nó sẽ thơm luôn và rất là mát ha. Đây, em lau cho chị cùng xem luôn. Em lấy một miếng vải đen và lau nha, chứ không cần phải lấy miếng vải trắng hay là miếng vải hồng gì hết. Em lấy miếng vải đen và lau trực tiếp luôn lên tay rất là nhiều lần cho chị cùng coi. Có nghĩa là nó, các chị thoa đến đâu kem của em nó thấm luôn đến đó, không có một cái hiện tượng gì vết rít xảy ra ha, hoặc là bị lộ vân kem ha, không bao giờ bị lộ luôn. Thì hiện tại là chỉ còn 2 số điện thoại cuối cùng để lại trong livestream này thì em nhận chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến giờ của em. Còn nếu như các chị mình không đặt hàng số điện thoại trong livestream này mà các chị inbox hoặc là gọi điện thoại đến shop hoặc là đến shop lấy hàng thì em đều không nhận khuyến mãi này nha. Chỉ nhận khuyến mãi cho những chị để lại số điện thoại trong livestream này, sau đó là nhân viên gọi điện thoại chốt hẹn cho chị nha. Thì hiện tại chương trình của em, kem của em là an toàn tuyệt đối luôn đối với những chị bầu và sau khi sinh. Hiện tại là kem của em chỉ với 299.000 thôi. Chị nào đặt hàng trực tiếp trong livestream này, mình được tặng miễn phí một gói tắm trắng trị giá 119k và được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc nha. Mình nhận hàng tận nơi tận nhà mới phải thanh toán tiền, được miễn phí ship giao hàng luôn. Nên là em chỉ áp dụng kem body cho 2 số điện thoại cuối cùng. Em bán kem hơn 2 năm nay và ngồi đây livestream cho chị hơn 1 năm trời, ngày nào cũng like, một ngày like 2-3 lần. Nên đảm bảo chị luôn, chị nào tin tưởng em dù làn da như thế nào em cũng có thể cải thiện da cho chị hết. Nên là mình yên tâm. Thì hiện tại là chị nào mình đang muốn đặt hàng á thì để lại cho em số điện thoại ở trong live này nha. Kem body em chỉ áp dụng cho 2 số điện thoại cuối cùng thôi, quá 2 số điện thoại em không nhận khuyến mãi nữa. Và
em nói luôn là bây giờ tầm là 3 phút nữa thì em sẽ offline. Và sau 3 phút nữa tất cả các đơn hàng em sẽ không nhận khuyến mãi nữa. Dù đặt hàng dưới bất kỳ một hình thức nào thì em đều không nhận khuyến mãi nha. Nên là chị nào đã đặt hàng rồi thì mọi người nhanh tay ha. Ai chưa đặt được hàng thì nhanh tay đặt hàng để em nhận khuyến mãi trong livestream này nha. Còn khi mà em đã offline thì coi như tất cả các chương trình khuyến mãi em sẽ hủy luôn. Nếu các chị mình nhờ chị giúp em có đặt hàng thì để là số điện thoại trong livestream này. Rồi ok chị Nguyễn Hiền nha, em chốt đặt hàng cho chị Nguyễn Hiền ha. Có kem mặt nha, bây giờ thì em sẽ tư vấn cho chị về sản phẩm dưỡng da mặt. Tại vì có nhiều chị bảo là bây giờ da body của chị cũng khá là trắng rồi, nhưng mà chị muốn da mặt của mình có một làn da đẹp, là da căng, là da bóng. Và hiện tại là có rất là nhiều chị bị nám tàn nhang đồi mồi, thì em cũng sẽ có cách để làm sao cho da của các chị là giảm nám tàn nhang và đồi mồi luôn. Nên là các chị mình nhớ theo dõi với em ha. Hiện tại là kem mặt này em chỉ dành khuyến mãi cho đúng 2 số điện thoại thôi. Chị nào đặt hàng kem mặt thì để lại cho em là kem mặt khoảng trống điện thoại. Kem mặt thì em chỉ dành khuyến mãi cho 2 số điện thoại duy nhất nha. Nên là chị nào muốn đặt hàng kem mặt thì mình để lại giúp em là kem mặt khoảng trống điện thoại của mình. Thì khi mà mình mua một hộp kem mặt á là 350.000 hộp kem ha. 350.000 thì các chị sẽ được tặng kèm một set tắm trắng trị giá 119k và mình sẽ được miễn luôn phí ship giao hàng toàn quốc nha. Nên là các chị mình nhớ nhanh tay đặt hàng, chỉ áp dụng trong livestream này thôi ha. Rồi kem mặt của em á là sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan, là cùng hãng với kem body luôn, có đầy đủ tem chống giả, mã vạch là hạn sử dụng 3 năm và địa chỉ của công ty độc quyền phân phối tại Việt Nam đàng hoàng nha. Nên là các chị mình yên tâm khi sử dụng sản phẩm của em luôn. Sản phẩm này là sản phẩm của công ty nha, không lo kem trộn, kem trôi nổi, kem kém chất lượng. Sản phẩm này được sử dụng cho mọi làn da ngâm đen chai lì, làn da ngâm đen bẩm sinh, làn da mà bị vàng, làn da hỗn hợp hay làn da nhờn hoặc là nhờn vùng chữ T hoặc là hay đổ dầu thì mình đều có thể sử dụng được sản phẩm kem mặt này của em hết. Thì hiện tại sản phẩm kem mặt này của em nó sẽ cung cấp độ ẩm, cung cấp collagen tinh chất cho da mặt của mình, làm cho da mặt của mình căng bóng, hồng hào và mịn màng. Theo đó nó còn làm mờ vết thâm do mụn và nám tàn nhang đồi mồi ở trên mặt của mình nữa. Đặc biệt luôn là nó còn có cái tinh chất là làm căng da và chống lão hóa cho da luôn. Thì hiện tại là sản phẩm này nó sẽ làm mịn da của chị chỉ sau là 7 đến 10 ngày da mặt mình bắt đầu mịn nhá chị yêu nha. Sẽ bắt đầu mịn sau 7 đến 10 ngày. Còn riêng chị nào mà mình da ngăm, da mặt của mình đen quá mà mình muốn trắng hơn á thì các chị sử dụng cho em là từ 14 ngày trở đi, da mặt của mình sẽ bắt đầu lên tông và bắt đầu trắng dần. Sau 14 ngày trở đi giúp em, 14 ngày lên tông từ từ hả tình yêu ha. Còn nếu như chị nào bị nám tàn nhang đồi mồi, da mặt của mình là do thứ nhất nha, đi nắng quá nhiều nhưng mà lại kiểu như là không có giữ gìn thì về nhà là cái da mặt của mình nó sẽ bị nổi nám. Đó là thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là do các chị là mình đi kiểu như là sau khi sinh thì nội tiết tố của mình thay đổi, thì khi đó là nám tàn nhang đồi mồi cũng sẽ có tác mọc lên ở trên mặt của mình. Thứ ba nữa là có nhiều chị là mình bị là bẩm sinh luôn. Hiện tại là những cái hiện tượng đó đều cái này nó sẽ làm giảm nám tàn nhang đồi mồi cho chị và giảm cả vết thâm do mụn luôn ha, rất là tốt. Hiện tại là một cái sản phẩm này của em nói luôn là sử dụng từ tuần thứ ba nó sẽ bắt đầu mờ những vết nám tàn nhang đồi mồi ở trên mặt của mình. Thì hiện tại một hộp kem này các chị sử dụng cho em được là 3 tháng nha, 3 tháng luôn. Có nghĩa là sau 3 tháng thì da mặt của chị đã rất là đẹp đó, chất nén ha, chất nén nhưng mà chất kem rất là bịt, không có bị lộ vân nha, nên có thể là dùng mắt cấp khi trang điểm luôn. Thì hiện tại là một cái hộp này là sử dụng 3 tháng là da mặt mình đã rất là đẹp rồi. Nhưng mà nếu như các chị nào mà muốn đẹp hơn thì sử dụng qua hộp thứ hai, hoặc là các chị bị kiểu như là bị nám nặng quá thì các chị có thể qua hộp thứ hai. Còn không thì sau khi sử dụng một hộp các chị thấy da mặt mình căng và trắng rồi thì có thể ngưng sử dụng ngay tại lúc đó. Tất cả sản phẩm bên em là các chị thấy cảm thấy mà da của mình trắng như mong muốn rồi thì ngưng sử dụng lúc đó luôn và không cần phải sử dụng thêm nữa ha. Rồi thì hiện tại em nói luôn là kem mặt này em chỉ dành khuyến mãi cho 2 số điện thoại duy nhất đặt hàng trong live thôi.
nên là chị nào mình muốn đặt hàng thì để lại cho em liền là kem mặt khoảng trống kim loại nha. Mọi làn da nhờn, da hỗn hợp, da khô đều sử dụng được. Chỉ duy nhất hai làn da không sử dụng được, đó là một làn da quá nhiều mụn ấy, mụn mọc, mụn mủ, mụn đỏ, hoặc là mụn bị mẩn ngứa. Những cái mụn đó thì mình không sử dụng được. Hoặc là những chị mà mình kiểu như là không sử dụng được kem, da của mình là sử dụng mà thoa cái gì lên nó cũng bị ngứa thì cũng không sử dụng được kem của em luôn. Thì đó là do da các chị mình không được sử dụng kem, có lại không phù hợp với bất kỳ một loại kem nào, không phải riêng gì kem em mà các chị không nên sử dụng một loại kem nào khác. Rồi thì hiện tại là kem mặt này em chỉ dành khuyến mãi cho đúng hai số điện thoại thôi nha. Chị nào tin tưởng em từ da body đến da mặt chắc chắn sẽ đẹp luôn đó. Nếu các chị thật sự mình tin tưởng sản phẩm, em bán trên thị trường lâu lắm rồi, các chị hàng ngày có chị cũng biết.